Chào mừng quý vị đang đến với vòng 2 của chương trình Đi tìm ẩn số. Thưa quý vị, anh Trung Hiếu và bạn Hồng Quyền may mắn bước vào vòng thi này. Và bây giờ thì xin mời anh Trung Hiếu hãy có đôi lời để giới thiệu về mình với quý vị khán giả. Tôi tên là Võ Trung Hiếu, hiện là huấn luyện viên võ thuật ở nhà thiếu nhi thành phố. Hôm nay tôi đến đây thật là sự tình cờ và may mắn. Là khán giả may mắn rồi, may mắn bước luôn vào vòng 2. May mắn cũng bước vào vòng 2. Vâng, anh dạy bộ môn võ gì ạ? Dạ, tôi dạy bộ môn võ karate. Bạn hãy có đôi lời tự giới thiệu về mình. Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Và em xin tự giới thiệu, đó là em là tên là Nguyễn Hồng Quyền, hiện đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, khoa Quản trị Kinh doanh. Và bây giờ thì đến vòng thi này, anh Trung Hiếu và bạn Hồng Quyền đều có cơ hội nhận giải thưởng cố định trị giá 3 triệu đồng. Mà xin lưu ý, giải thưởng thì chỉ có một. Chính vì vậy cho nên muốn giành giải thưởng này thì như thế nào? Trong thời gian 5 giây đèn tối xuống, bấm bàn phím trước mặt, ai bấm nhanh tay hơn, đơn giản, người ấy nhận 3 triệu đồng và sẽ ra về, không cần phải quan tâm suy nghĩ đến những con số nữa. Người còn lại sẽ tiếp tục cuộc chơi. Còn nếu từ chối giải thưởng cố định này, từ chối 3 triệu thì sau này không có quyền nhận lại. Và bây giờ thì xin mời hai bạn cùng với hãy cùng nhau suy nghĩ xem là sẽ quyết định ra sao nha. Thưa quý vị, thời gian chỉ có 5 giây thôi. Bây giờ đèn từ từ tối xuống. Hãy bấm bàn phím 5 giây. Bắt đầu. Chúc mừng bạn Hồng Quyền. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với vòng thi đặc biệt của chương trình Đi tìm ẩn số. Thưa quý vị, đã bước qua vòng 1 đầy cam go với những câu hỏi thật dí dỏm hài hước. May mắn vào vòng 2, người bạn cùng chơi giành giải thưởng cố định. Và bây giờ đã có mặt trong vòng thi đặc biệt. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt. Chúc mừng anh Trung Hiếu. Mong rằng anh sẽ thật là tự tin trong vòng thi này. Và bên cạnh sẽ có một người thân trợ giúp, anh hãy giới thiệu. Người thân tôi trợ giúp hôm nay là bà xã tôi, là Thùy Linh. Xin mời bạn Thùy Linh hãy có đôi lời tự giới thiệu về mình. Hôm nay em đến đây để ủng hộ tinh thần cho anh, thì vô tình cũng làm anh cũng làm may mắn để bước lên được đứng kế anh Thanh Bạch. Thì em không biết nói gì hơn là chúc anh may mắn. Vâng, xin cảm ơn. Bạn Thùy Linh đang làm việc ở đâu ạ? Dạ, em ở Bình Dương. Em làm việc ở Bình Dương luôn anh. Thì bây giờ xin được hỏi anh Trung Hiếu, ngày nay võ thuật rất quan trọng, giúp tăng cường thể lực và còn nhiều thứ nữa. Nhưng các bạn trẻ đôi khi nhiều khi bị ăn hiếp quá, tức mình đi học võ. Thì anh dạy cho học trò của mình như thế nào trong vấn đề sử dụng võ thuật? Dạ, thưa anh, là trước khi một võ sinh mà vô học võ, là cái điều đầu tiên á là tôi huấn luyện là vấn đề cái lễ nghĩa trước, cái sức khỏe. Rồi sau đó, sau một thời gian quá trình tập luyện, là lúc đó mới nâng cao về trình độ chuyên môn thế nào. Vâng, nhưng có bao giờ các bạn ấy sử dụng võ thuật vì tính hiếu thắng của mình không ạ? Dạ, hầu như những ai mà hiếu thắng mà vô học thời gian là đầm tính lại hết. Hồi xưa tại sao anh quyết định học võ và trở thành võ sư? Hồi xưa ốm yếu quá, bị ăn hiếp quá nên đi học để tự vệ. Dạ, và bây giờ anh đầm tính phải không ạ? Đầm. Vâng, đầm tính rất quan trọng trong cuộc thi hôm nay. Bởi vì sao? Anh sẽ có cơ hội chọn lựa những chiếc cặp để mở ra, mà trong đó những con số thì mình không biết được giá trị từ cặp 1 đến cặp 26 toàn bộ đang hiển thị trên màn hình. Có nghĩa là bên trái chúng ta từ 1.000 đồng cho đến 500 ngàn, còn bên phải là 1 triệu đồng cho đến 100 triệu. Nhưng cặp nào bao nhiêu thì nhà sản xuất, người dẫn chương trình và các khán giả cũng không biết, các người mẫu cũng không biết. Chỉ có khi nào chúng ta mở đến cặp cuối cùng thì mới biết cặp nào là giá trị bao nhiêu. Anh muốn giữ lại chiếc cặp số 24 của bạn Tú Thanh mà anh ngồi lúc ban đầu, hay là chọn bất kỳ cặp nào khác tùy ý? Linh ơi, giữ cặp mấy Linh? Thôi thì số đó may mắn của anh cứ quyết định đi. Thôi giữ cặp số 24. Số 24, xin mời Tú Thanh mang cặp 24 cho anh Trung Hiếu với sự đồng ý của chị Thùy Linh.
Và bây giờ anh sẽ có cơ hội lựa 6 cặp. Sau đó ngân hàng chào giá tiếp tục lựa số cặp vơi dần đi. Đợt đầu tiên bắt đầu. Chọn cặp số 4. Chọn cặp số 4. Anh thích phiêu lưu mạo hiểm hay là thích phân tích tình hình chín chắn chi li? Mạo hiểm trước rồi tính toán sao? Tính toán sao? Thử xem cặp số 4 của Kim Ngưỡng như thế nào. 4 triệu đồng thôi. Tiếp tục chọn thêm 5 cặp nữa. Cặp số 1, bạn Lê Hằng chuẩn bị. Cặp số 1 sẵn sàng. Kết quả 20.000 đồng. Còn 4 cặp nữa. Cặp số 16. Ồ, lần này cặp số 16. Lý do tại sao nhảy lên túc trên 16? Đó là ngày sinh. À, ngày sinh nhật, ngày sinh của anh. Không phải. Của con. Của con anh. Thử xem ngọc tiền sẽ cho chúng ta xem giá trị bao nhiêu. 1.500.000 đồng. Tiếp tục ngày sinh nhật của chị Linh. Hay chăng? Cặp số 5. Lần này sẽ là cặp số 5 ngày sinh nhật của anh. Tháng. À, con anh sinh ngày 16 tháng 5. Cặp số 5, Minh Ngọc chuẩn bị. Vâng. 100 triệu đồng. Tháng này là cái tháng nên giữ lại, không nên chọn cái tháng này. Biết làm sao được, còn 2 cặp nữa. Anh tiếc nhiều không ạ? Quá tiếc. Quá tiếc nhưng mà vẫn còn 50-25 triệu. Cặp này 50. Cặp này 50 thì quá tốt. Linh ơi, chọn cặp mấy Linh? Linh ơi, anh rung rồi Linh. Choáng rồi. Choáng rồi. Linh cho một lời khuyên là nên chọn cặp nào? Chọn cặp số 13 đi anh. Tại sao ạ? Em và anh đều không thích số đó. Cho nó đi trước. Cặp 13, Hoài Phương. Chuẩn bị và 5 triệu đồng thôi. À, không quan tâm lắm. Còn một cặp. Chọn cặp số 21. Cặp 21 sẵn sàng, chúng ta xem kết quả. 75.000 đồng. Thưa anh, chương trình của chúng ta do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Gia Định tài trợ. Và bây giờ thì Ngân hàng Gia Định sẽ chào giá để mua chiếc cặp 24 của anh trong giai đoạn này. Thử xem là bao nhiêu nha. Phi trùng. Ngân hàng đã có tín hiệu. Xin chào ngân hàng, chúng tôi đang chờ. Là bao nhiêu ạ? Vâng, xin cảm ơn. Anh Hiếu thân mến, giai đoạn này Ngân hàng Gia Định chào mua chiếc cặp số 24 của anh là 400.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Không chấp nhận. Và như vậy anh có cơ hội mở 5 cặp nữa. Mở cặp số 8. Hữu Hằng, từ từ mở. 5.000 đồng, lấy lại tinh thần rồi đấy. Vui lên. 4 cặp nữa. Cặp 23. Tuyết Nga chuẩn bị và 23 sẽ được mở ra. Xem là số mấy. 10.000 đồng. Còn 3 cặp nữa. Cặp số... số mấy lần? Tới giờ muốn tính toán chi ly rồi đó anh. Số 9 nè. Quyết định cuối cùng thuộc về anh. À, số 9. Xin mời bạn Thanh Tâm. 7.500. Wow. Chị Linh và anh phối hợp khá tốt đấy, còn 2 cặp nữa. 20. 20 sẵn sàng. Từ từ. Mở. 100.000 đồng thôi. Wow. Còn 1 cặp. Bác anh chọn giùm em đi. Tôi rất muốn chọn nhưng mà vị trí của người dẫn chương trình thì không thể. Anh có thể nhờ hai người mẫu bên cạnh chị Linh chẳng hạn, bạn Anh Thư hoặc bạn Phương Ngân chẳng hạn. Bây giờ hỏi khán giả. Khán giả là đúng rồi. Quý vị khán giả ơi, số mấy? Số. Anh nghe rõ số mấy? Số 6. Số 6. 15, 12. Số 6. Nhưng mà có cái nhỡ gì có số nào mà không như ý thì đừng có tìm cách những người đã nghĩ nhé. Hoài Thương chuẩn bị. 1, 2, 3, mở. 15 triệu đồng.
những người nói số 6 đâu. Rồi lấy tay che mặt. Ngân hàng gia đình chào giá của người bạn đời của mình là chị Thùy Linh. Chấp nhận. Chấp nhận 1 triệu đồng tiền thưởng. Nếu cho anh chọn tiếp, anh sẽ chọn mở cặp 22. Vị trí 22 sẽ được khán giả trong khán phòng dự đoán. Và tiền thưởng cho người đoán đúng là 500 ngàn. Trong trường hợp có hai người cùng đoán một con số, tiền thưởng ấy chia đôi. Xin mời phòng máy chọn lựa ngẫu nhiên khán giả có mặt trong khán phòng hôm nay. Khối 2, hàng 3 và ghế số 2 tiếp tục thêm một khán giả may mắn nữa. Xin mời phòng máy. Khối 6, hàng 2 và ghế số 2. Và bây giờ khán giả may mắn sẽ dự đoán xem cặp số 22 là 25, 50 nghìn hay là 3 triệu. Xin mời. Em tên là Nguyễn Thị Nguyệt, em đoán là 3 triệu. Xin mời khán giả thứ hai. Tên Trần Thanh Nhân, tôi xin đoán cái cặp này là 50 ngàn. Xem có ai đúng hay không. Bích Tuyền, từ từ nghe mở. 50 ngàn, xin chúc mừng bạn Dương. 500 nghìn thuộc về bạn. Ngân hàng chào giá. Thì thử xem là ngân hàng sẽ chào bao nhiêu. Alo, chúng tôi nghe. Xin cảm ơn. Nếu chưa bán, giai đoạn này ngân hàng gia đình sẽ chào mua chiếc cặp số 24 là 1.500.000 đồng. Chúng ta cùng tiếp tục thử xem là khán giả sẽ đoán cặp 24 bao nhiêu tiền trong hai giá trị còn lại. Chọn lựa ngẫu nhiên, tiếp tục. Xin mời. Sáu, một, ba. Và khán giả tiếp tục lựa chọn là khán giả nào. Khối một, hàng một và ghế số hai. Và bây giờ chúng tôi xin mời khán giả may mắn dự đoán. Xin mời bạn hãy đoán xem rằng cặp số 24 của anh Trung Hiếu là giá trị nào, 3 triệu hay là 25 nghìn. Tiền thưởng vẫn là 500 nghìn. Dạ, em tên là Thùy. Dạ, em xin đoán số cặp của chú Hiếu là 3 triệu đồng. Sao anh Hiếu thở ra dữ vậy? Tiếc à. Và xin mời khán giả thứ hai. Em tên là Doanh. Em xin đoán cặp số 24 là 25 ngàn. Vâng, thử xem bạn Doanh và bạn Thùy ai sẽ là người đạt được tiền thưởng 500 nghìn. Xem kết quả của cặp 15. 25 ngàn đồng. Như vậy chiếc cặp của anh Hiếu là bao nhiêu? Thì bạn là người trúng thưởng đúng không? Hãy đứng dậy cho mọi người ngắm nhìn dung nhan của bạn xem. Chúc mừng bạn Thùy. Chúng tôi xin được mời bạn Tú Thanh sẽ mở chiếc cặp cuối cùng, ẩn số sau cùng của chương trình hôm nay. Thưa quý vị, ai mà biết được cặp 24 bao nhiêu tiền, cho nên sự quyết định dừng lại đúng lúc, nhưng mà chắc chắn còn hơn là phiêu lưu mạo hiểm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xem ẩn số sau cùng của cặp 24, 3 triệu. Xin cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa trải qua những giây phút cùng hào hứng, cùng vui tươi, cùng san sẻ sự hồi hộp với chương trình Đi Tìm Ẩn Số. Chương trình này cho Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Kiết Tường thực hiện, được sự tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Gia đình đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị vào Chủ nhật tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.